Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng khám phá về phiên bản OB20 trên đảo quân sự nha mọi người. Ở đây thì các bạn có thể thấy đây chính là tháp thung lũng trong phiên bản OB20 nha. Nhìn như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là phiên bản OB20, cái tháp thung lũng này nó sẽ được cải thiện lại anh em. Tức là anh em nhìn thấy là sẽ có một cái đường đi hình tròn như này. Và tháp của chúng ta sẽ là khối rỗng nha mọi người. Đó, phải nói là có những cái lan can như này là mình trông rất là lạ luôn. Và anh em ơi, khi mà anh em nhảy dù lên tháp thì mình thấy rằng là nó không có đường xuống các bạn. May như là anh em có thể là nhảy thẳng vào trong được luôn này. Mình sẽ thử coi. Nào, anh em ơi, wow. Vâng, như vậy là khi nhảy thẳng vào trong thì các bạn vẫn sẽ còn 10 máu. Uầy, một cái chiến thuật khá là hay. Nếu như vậy thì các bạn có thể lợi dụng cái chiến thuật này leo rank trong phiên bản OB20 nha. Tức là các bạn sẽ nhảy trên tháp thung lũng này. Đó, cứ chờ ở đó thôi. Và khi anh em nhảy xuống thì vẫn còn 10 máu cơ. Tức là đầu trận thì các bạn cũng sẽ không cần tới máu luôn. Uầy, phải nói là khá là thú vị phải không? Và chúng ta đến với khu vực thứ hai. Anh em ơi, khu vực thứ hai chính là khu vực xưởng cơ khí. Xưởng cơ khí trong phiên bản OB20 sẽ có một sự thay đổi nhẹ. Tức là các bạn có thể thấy ở đây, đó, nó sẽ có thêm những cái trụ ở phía trước xưởng cơ khí này. Rồi nha mọi người. Và anh em có thể là di chuyển lên trên cầu thang này một cách bình thường. Đây, phải nói là vô cùng thú vị luôn. Tức là bình thường thì các bạn sẽ phải chạy vòng quanh cái xưởng cơ khí này bằng cách là anh em chạy xung quanh tòa nhà ở dưới. Còn đây thì anh em chạy trên một cái cầu thang lên. Nó khá là hay phải không anh em? Và kẹo thì rất là hóng cái sự thay đổi của cái xưởng cơ khí trong phiên bản OB20. Và địa điểm thứ ba, đây chính là đập thủy điện nha anh em. Ok, hay còn gọi là đập nước. Thì với cái đập nước này các bạn thấy không, nó đã thay đổi hoàn toàn luôn anh em. Tức là các cái công trình ở đập nước này được hoàn thiện và trông nó xịn sò hơn. So với cái đập nước bây giờ của chúng ta thì nhìn nó khá là chán này. Uầy. Và mọi người ơi, ở trên này thì sẽ có thêm một cái cáp treo để cho anh em đu lên trên nhá. Ok, let's go nào. Thì hôm nay kẹo đã điểm danh cho anh em những cái khu vực mà sẽ có thay đổi trong phiên bản OB20 trên đảo quân sự nhá. Còn bây giờ, đây mọi người, hôm nay làm trận liên hoàn chiến đi. Sao mà chơi game mấy thằng đồng đội kiểu nó đang tàng hình anh em. Thực ra thì máy của các bạn ấy bị lag chẳng hạn này. Đấy, còn máy kẹo thì vào game rất là nhanh luôn nha. À đủ. Làm sao? Chưa có kill nào luôn này. Làm sao? Ui, first blood. Xanh mộ luôn. Pha này kẹo chơi ngáo vãi. Anh em ơi, qua đây báo thù nào. À đủ. Động xanh này. Chạy đâu hả em ơi? Hiện tại thì mình mang cái combo súng, người ta gọi là combo súng cứu thương anh em. Tức là có cái cây súng điện. Vậy là kẹo sẽ làm nhiệm vụ là cô y tá trong trận đấu này. Trong cái chế độ chơi liên hoàn chiến này. Hello. KDA là 1/0. Wow. Ở đậu xanh mình tĩnh đi. Đây rồi anh em ơi. Pha đấy mình chơi ngáo vãi ra. Các bạn là mình đang đọc cái chỉ số. Ok ok. Anh em chờ kẹo xíu nhá. Nào. À đi rồi. Ui. Vãi thật. À đủ. Làm gì căng này. Vai anh em ơi, thằng nào cái ăn mạng của mình này. Ui, đồng đội gì chán thế nhở. Đúng là kiểu người làm cho hưởng anh em. Tức là bắn bao nhiêu tự nhiên đồng đội đã ăn mất tiêu. Thôi xong, hơi xui mọi người ơi. Lại nào. Ui, làm sao đây hả em ơi. À đủ này. Vâng, QDA đó là 3.0 luôn. Wow. Nào chuẩn bị triple kill nào anh em nào. Kill thứ 3 nào. Triple kill luôn. Anh em ơi hóng qua ra kill nhá. Ui, mới hồi sinh hả em? Ok này làm sao? A đủ. Thằng này. A đủ. Hai thằng có súng dây móc luôn. Vãi hàng. Thôi sao? Nó thù mình anh em ạ. Pha đấy nó thù mình. Nó nhảy đến luôn nó ăn kẹo thế thì cũng hơi chịu. Ok. Có thính anh em ơi, có thính anh em ơi. Nhanh qua lượm thính kiếm súng ngon nào. A đủ này. Dành thính với anh hả? Ok anh em. Làm sao này? Ui, triple kill này, sĩ kẹo free fire này, làm sao nữa hả? À đủ, làm sao đấy hả? Quarter kill, wow. Ngon lành luôn anh em ơi. Bây giờ là quarter kill rồi nhá, penta kill. Phải thật,
Pentakill 6 kill liên tiếp luôn anh em ơi. Đỉnh vãi luôn, thật sự luôn. Một trận đấu phải gọi là kẹo chơi rất là đỉnh luôn anh em ơi. Mình chưa bao giờ được Pentakill. Uầy. À đủ. Làm sao Hải em ơi? Uầy, anh lại sợ chủ quá cơ. Double kill. Số nhà anh em ơi, qua kill cho nó này, triple kill luôn. Nào anh em ơi, qua kill nào, qua kill nào. Mày chạy đâu Hải em ơi? Chuẩn bị hóng anh em ơi, hóng qua kill nào. À đủ. Đứng là ai? Thôi xong rồi. Ơ, nó vẫn chưa ai anh em ơi. Nhưng mà kiểu là kill mạng lâu như này thì chắc là không được qua kill đâu. Uầy, làm sao này lên bảng QDA 13 luôn. Wow, ngon phết nhở. À đủ. Làm sao đây hả? Lên bảng đi. Uầy, thằng bé vẫn chạy được. Cái pha đấy là kẹo nạp đạn anh em ơi. Hơi khoai. Hơi khoai pha đấy tí làm gì căng này. Này, làm sao đấy Hải em ơi? Ok luôn này. Vãi hàng. Đùa mình à? À đủ. Chuẩn các bạn ơi. Chưa một kill nào. Hóng nào. Uầy, vãi. Thôi xong tạch lô. Lại lại mọi người. Comeback với combo M451 này. Làm sao đấy hả? Uầy, mấy thằng địch nó chạy lẹ thế. Khó nhai. Khó nhai này. Ok luôn này. Làm sao đấy hả? Yes. 16 kill rồi các bạn ơi. Ngon lành. A đủ. A đủ. Uầy, chạy đâu hả em? Double kill. Chuẩn bị nào anh em ơi. Triple kill nào. Uầy, vãi. Đồng đội lại liếm mất trơn mạng của mình rồi. Triple kill. Anh em ơi, hóng vãi. Thêm một kill nữa này. Qua được kill anh em ơi, hóng vãi này. Nào xem có kiếm được quả qua được kill không nào. Mày làm sao này. Uầy. Uầy. Qua được kill. Anh em ơi, pentakill nào. Nào pentakill nào. Wow, chạy đâu Hải em ơi. Uầy, thôi xong, để đồng đội nó liếm mất. Tí nữa thì được pentakill anh em. Wow, số hơi nhỏ nhờ. À đủ. Thế nào trên này. Yes. Gì đấy Hải em ơi? Hóng nào. À đủ. Làm sao đấy hả em? Anh lại sợ chủ quá cơ. Ok ok. Nữa hả? Này làm sao? Ui, thằng bé sao mà nó chạy như hách vậy anh em ơi? Ping của kẹo đang ổn mà ta. Vãi hàng. Các ông làm tôi sợ quá cơ. Thôi xong, bỏ mẹ rồi. Tầm này thì cây M451 của mình đã hết đạn nên là phải xài súng điện. Súng điện có mỗi 5 viên này. Đèn thế này sao chơi nhở? Đứng lại đi. Thôi xong. Để thằng địch nó double kill. Thôi rồi anh em ơi, lại. Đây nha, M451 nè. Lên bảng đi em ơi. Làm sao thằng này đã hả? Anh cho cái chú lên bảng lại nhá. Kill cuối anh em. Hạ nó. Yes. Bo ya. Và như vậy thì team của kẹo đã chiến thắng trong chế độ này rồi anh em ơi. Kẹo có 21 kill luôn. QDA 21 luôn. Ngon lành. Và các bạn ơi, làm thêm game nữa nhở. Game này kết thúc nhanh quá nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục chiến đấu trong liên hoàn chiến nhá. Ok. Và đội đầu tiên đạt được 40 hạ gục thì sẽ là đội chiến thắng nhá. Rồi nha anh em. Mới vào đây phát có thính luôn này. Rồi ok, chúng ta có một cây súng máy Gatling. Wow. Đầu trận cầm cái này đúng là xây bá cháy luôn. Vãi hàng. Vãi hàng. Mình chơi thế nào lại vứt luôn súng thật. Đúng kẹo ngáo thật. Kẹo như này thì ngáo quá rồi anh em nhở. Ok. Chúng ta có một kill đầu tiên này. Mày làm sao? Double kill. Anh em ấy hóng nào? Hóng triple kill nào? Thanh niên thứ ba đâu? Đây à? Úi dồi, làm sao đấy hả? Nào làm sao? Triple kill luôn. Quarter kill nào? Anh em ơi, thằng cuối ở trên này. Quarter kill nào? Ui, vãi. Trời thầm thế nhỉ? Ui, quarter kill. Ngon lành. Và thêm một kill nữa thôi các bạn ơi. Thêm một kill nữa pentakill này. Ui, các bạn trốn đâu rồi? Đây hả, đây hả? Chuẩn bị anh em ơi. Pentakill. Why? Và mình không biết là kill tiếp theo thì sẽ là như nào nhở? Thôi vãi rồi. Làm sao đấy hả? Quarter kill. Ơ, nó vẫn hiện là quarter kill anh em ơi. Bởi vì là thời gian chờ của kẹo lâu quá cơ. Nào, thằng kia. Làm gì nhau? Ui, chạy nổ không em? Hơi đen. Vì là cây súng Gatling này thì nó chạy khá là chậm anh em ơi. Phải đấy kẹo đen. Ok luôn. Let's go nào. Làm sao? Kill thứ 7. Nữa này anh em ơi, chuẩn bị hóng thế nào? Đội của mình hiện tại đã có 12 kill rồi. Phải hà này. Chạy đâu Hải em ơi. Thôi, thằng bé cầm shotgun. Bắn ghê thế, pha này kẹo chịu. Lại anh em. Thua keo này chúng ta bày keo khác. Và team mình có 13 kill rồi nhá. Ok. Kẹo kill thứ 8 đây. Hóng nào anh em, hóng nào anh em ơi. Uầy.
Vãi, phía sau mình có người luôn. Lại là cái thằng này. Thằng này nãy giờ hạ gục mình mấy lần rồi. Vãi thật. Qua đây trả thù nó này. Mày dám láo nháo với anh đấy hả? Đây rồi anh em ơi, trả thù nó này. Mày thích hạ gục anh không? Vỡ đầu luôn nhở. Ui, 2000 luôn. Sợ thật. Công nhận là anh sợ chú thật. Được. Giờ nha anh em, bình tĩnh nào. Double kill. Hồng anh em ơi, Hồng anh em ơi. Hồng kill thứ ba. À đây rồi. Xem bên nào, hạ nó luôn nhỉ. Và ai hàng bị móc lốp phía sau. Cái này là kẹo đen rồi anh em ơi. Kẹo đen do bị móc lốp thôi. Lại nha, lại nha. Ui, vãi hàng. Gì vậy, làm gì mà căng này. Xong luôn. Nữa hả thằng này, mình là mình. Rất là thù thằng này luôn nha anh em. Mày tính trốn đâu hả em ơi. Thôi vãi. Thằng bé cầm shotgun anh em, còn tôi chơi M4 đứng gần như thế nó bắn cho hạ gục là đúng rồi. Số xui phải chịu anh em ơi. Chứ tôi mà giữ khoảng cách với nó thì thằng bé đúng là kiểu lên bản điểm số đi em ơi. Ui. Ok ok anh em. Ở đây hết người rồi hả? Trong này luôn à? Đây. Lại là nó này. Double kill. Mày à? Nữa hả? À lúc này. Triple kill luôn. Anh em ấy hóng qua được kill nào. Thêm một thằng nữa anh em ấy qua được kill nào. Hóng thôi nào. À đủ. Đâu rồi? Người đâu cả rồi này? Không thấy các bạn ơi. Ui, trốn kỹ thật đấy. Thôi xong. Cái này bị cho nó bắn bất ngờ quá anh em. Nên là kẹo không xử lý kịp thôi. Rồi nhá. Ok anh em. Cái đậu xanh này. Nữa hả? Ui, làm sao? Thằng nào gầy mìn thâm thế nhở? Mày này. Hạ gục anh mấy lần rồi nhá. Double kill rồi các bạn ơi, chuẩn bị nào. Thôi. Đứt điện. Người ta bảo là đang phê phim đứt dây đàn anh em ơi. Vãi. Thằng nào gầy mìn thâm thế nhở? Chắc là lại cái thằng lúc nãy đi mà. Cái thằng mà chuyên xài mìn đó anh em. Ui. Tiếp địch này ok. Nữa hả? Ui, thằng nào trên vậy? Vãi hàng. Chơi thế này đúng chịu luôn này. Thôi sau này. Vừa hạ xong đã bị thằng kia nó liếm mất anh em. Càng quá nhở. Như vậy là team của kẹo hiện tại đang có 33 kill rồi. Cố gắng kill thêm vài kill nữa này. 7 kill nữa anh em ơi. 7 kill nữa để win này. Riêng một mình kẹo thì hạ gục tận 18 mạng luôn. Anh em thì gắt chưa. À đủ. Chúng nó trốn đâu rồi nhở? Sao mình không thấy vậy ta? Lại mìn luôn. Thể. Mấy ông gài mìn nhiều thế. Làm sao đấy hả? Ngồi trên cạnh ai vậy hả em ơi? Thằng này nữa này. Mày làm sao này? À đủ. Ui, qua đây luôn cả. Anh lại sợ chú quá nhở. Qua đây luôn cả. Nào, qua đây luôn cả. Double kill. Anh em ấy hóng nào. Hóng triple kill nào. Vai hàng. Pha này kẹo chơi hơi ngu rồi. Ok anh em, hồi sinh phát. 5 kill cuối này cố lên. Ui, chuẩn bị tâm lý đi em. Thằng kia nó né được. Ui, cho nó trốn anh em. Hay lắm. Lại là thính hả? Ui, thằng này nó cấp thính luôn cả. Vãi thật. Ok, lên mả đi. Suốt ngày bị cái thằng kia hạ gục. Thằng áo xanh đúng không? Ok, ok. Anh qua anh trả thù chú luôn này. Mất dậy này. À đủ. Bạn nó này anh em. Hạ luôn nhở. Không chờ thằng nào hết luôn này. Vãi hả? Ok, ngon. Yes. Bó nha mọi người. Như vậy là trận này thì kẹo cũng đã win top 1 rồi nha mọi người ơi. Mình có 22 kill với chỉ số QDA là 22. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.